hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào bác, biết cái sao đạp và mang giới thiệu bác một siêu phẩm mới về bên em, mang thương hiệu đến từ Ý, Java Super Rema. Thì đây là một trong những mẫu xe mà về được đánh giá rất là cao, mà nó về trước đây và được rất nhiều các bác đánh giá rất là cao và quan tâm. Và thương hiệu đến từ Ý, Java Super Rema, một siêu phẩm mới về bên em, với cái tông màu đen xám 3D, với group rất là khủng, đầu group 1.5. Và bây giờ xin mời nhà sản xuất những chiếc xe. Vâng, thì thương hiệu Java nó giới thiệu rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thì cái mẫu model của dòng Java Super Rema này là một trong những cái mẫu model hàng đầu của model dòng xe road đua, với cái bộ khung thiết kế như một chú robot, thiết kế theo bộ khung khí động học lực, nhìn rất là hầm hố các nhá. Khoảng trống ở giữa khung xe các nhìn hình như một mũ lục lăng hình chữ V. Ta cảm giác cho cái khung xe rất là an toàn tuyệt đối. Tổng thể xem đánh giá là mới từ 95% xe. Xe rất là mới. Và đây cũng là cái mẫu màu đầu tiên về bên em. Thì trước đây em về những cái màu đen đỏ hoặc là màu trắng xám. Thì nay em về là một chiếc màu ghi đen với cái tông màu tem 3D. Đây là một trong những mẫu xe siêu phẩm bên em. Bộ khung làm từ hiệu từ chất liệu carbon UD, siêu cứng và siêu nhẹ các nhá. Đây là một trong những cái mẫu model mà được rất nhiều các bác vận động viên chuyên nghiệp thường hướng tới. Đạt với cái tốc độ cao, ít tốn sức lực hơn so với bộ khung siêu nhẹ như vậy. Với cái bộ dây âm sườn cao cấp trên khung xe, rất đẹp mắt, giảm tối thiểu cái lực cản gió cho xe, thiết kế theo cái bộ khung khí động học lực, di chuyển cho các bác đạp nhanh hơn. Model Super Rema, một trong những model hàng đầu của dòng xe đua của Java thương hiệu Ý. Những cái tem 3D nổi giật chìm trên khung xe. Đây, chữ Java đây, những cái màu 3D in chìm trên khung xe. Tay lái ghi đông làm từ hợp kim nhôm đúc, thiết kế rất đẹp mắt. Vô tăng có lắp đậy, có tính thẩm mỹ rất là cao. Gần như là xe mới tuyệt đối, trên 95% xe. Xe sử dụng với cấu hình bê tai lắp chính hãng của Shimano 1.5. Còn rất là mới. Bên phải em được sử dụng với bộ tay lắp chính hãng cũng của Shimano 1.5 cao cấp. Bản khung rất là to, dày hơn so với những cái khung thông thường khác. Càng nhôm, càng carbon chính hãng của Java. Càng carbon. Bác nhìn cái lớp sơn rất sáng và bóng không nhá. Sử dụng với cái bộ phanh kép đằng sau cho tính thẩm mỹ của xe cao hơn, rất là tốt. Bộ phanh fork dùng giảm tối thiểu lực của gió. Cấu trúc đơn giản, hiệu suất ổn định, tốt hơn. Mayer chính hãng của Mayer DK, của chính hãng Java, nguyên bản theo xe. Bộ vành nhôm chính hãng của DK, bản 40mm 4 phân. Tốc độ cho cái đường bằng phẳng cũng như leo dốc rất là tốt. Giảm thiểu tối, giảm cho cái trọng lượng của xe. Lốp chính hãng của lốp Michelin, lốp hiệu luôn nhé.
lốp hiệu Michelin rất là nổi tiếng về những chuyên dòng xe đạp thể thao, một trong những top thương hiệu đầu về làm lốp xe đạp thể thao, lốp chọc, chống dăm và chống đá, hỗ trợ những đường cua rất là tốt. Nguyên bản trong xe còn rất là mới. Giá bình nước cũng là giá bình nước làm theo rất là cấu trúc, rất là đẹp mắt mọi người. Giá bình nước nhôm màu titan. Khoảng trống ở giữa khung là cái bộ thiết kế cho phía động học theo cái bộ khung của xe, nó có cái đường vòm ở phía trước xe đây. Cọc yên carbon chính hãng của bản giao xe, yên DK chính hãng của Java, còn rất là mới luôn các nhá. Sử dụng với bộ đùi đĩa trục giống DK đùi BBF của chính hãng Shimano, được mở rộng hoàn toàn như một chiếc la bàn đúc, các bác nhìn thấy tạo cảm giác rất là khỏe xe. Xuất phát từ thiết kế của BBT16, gạt đĩa chính hãng của Shimano 1.5, bê đan chính hãng nguyên bản theo xe, bê đan bạc đạn của DK, trục BBF, trục đúc, củ đề chính hãng của Shimano 1.5, rất là cao cấp, nguyên một group chính hãng của 1.5. Sử dụng bộ xích liếp IBN, trang bị 11 tầng liếp có lỗ giống ở giữa giúp cho trọng lượng của xe rất là nhẹ. Sử dụng bộ kim loại mạ vàng đặc biệt giúp cho rất là sang trọng và giảm ma sát sau cái độ bền của xe. Đây, các đây đánh giá một siêu phẩm dòng Super Dema. Đầu mẫu đầu tiên về bên em với cái tông màu ghi và đen cam 3D, rất là mới, trên 95%, rất là hiếm về có một chiếc xe đẹp như vậy bên em, với cả group rất là khủng, trang bị với 11 tầng lip chính hãng của group Shimano 1.5, cặp lốp hiệu chính hãng của Michelin luôn các nhá. Và lần này em về với cái thông số size là size đứng là size 46, tức là size S. Thêm các bạn là 1m6 đến trên 1m7. Toàn bộ xe là nguyên bản theo xe. Một chiếc xe hoàn hảo cho những vận động viên chuyên nghiệp để trang bị đầy đủ. 11 tầng lip. Lip xích của IBN chính hãng. Đằng sau sử dụng mẫu may chính hãng DK, lốp Michelin. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. May là bạc đạn cối lổ bác nhá, rất to, lên lip đây. Vâng, chuẩn rất là mượt mà. Đây là một trong những chiếc xe mà những vận động viên lý tưởng thường dùng, cúng lip. Mẫu cao cấp của nhất của dòng Java, dòng đốt model Super Rema. Bên phải em được sử dụng với đùi đĩa trục giống BBF của DK, đùi đĩa đúc, cúng đĩa, gạt đĩa 1.5. Tạo cảm giác con xe rất là khỏe và mạnh mẽ. May ơi cối lổ rất là to đó nhá, bật đạn cối lổ. Xe rất là mới, em đánh giá trên 95%, rất là hiếm về một em chiếc xe dòng Super Rema mà Java mà mới được như vậy. Full carbon, khung carbon, càng carbon, cọc yên carbon, sử dụng với một group chính hãng của Shimano 1.5. Vâng, em vừa đánh giá trong tổng thể trong chiếc xe Java Super Rema, Java thương hiệu Ý và xe mới trên 95%, nguyên một group chính hãng của Shimano 1.5 của dòng carbon, và xe giá rất tốt bên em là 16.900.000, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, nhấn đăng ký và theo dõi kênh. Mời các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có
mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đây. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.